Chào tất cả các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập giúp uốn cong cái ngón tay. Thì thuật ngữ ở trong guitar thì người ta gọi là rolling finger, gọi là lăn ngón tay đó. Thì mục tiêu của cái bài tập này làm gì? Thì thường trên đàn guitar có một số cái vị trí các bạn solo á, hai cái nốt nó liền kề nhau nằm trên hai dây khác nhau mà cùng một ngăn đàn. Ha. Thì nếu bạn bấm hợp âm thì vấn đề đó không là gì cả. Ví dụ như bạn bấm âm la thứ như thế này, thì các bạn thấy rằng là ngăn số 7 là nốt mi ở đây nè, và nốt la ở đây, nó nằm trên hai cái ngăn này, đúng không? Thì mình dùng hai ngón tay mình bấm như vậy. Hoặc nếu như các bạn chặn như thế này thì bình thường thôi, không có gì cả. Tuy nhiên khi bạn solo mà các bạn muốn từng nốt nó phát ra rõ ràng thì bạn phải đánh hai cái nốt đó tách biệt, bạn không thể chặn thì bạn đánh luôn giống như vậy. Nếu bạn rải hợp âm thì nó vẫn bị chồng nốt, đúng không? Còn bây giờ mình phải đánh làm sao từng nốt nó tách ra như vậy, à, để cho nó rõ. Đặc biệt khi các bạn mà có đánh trên guitar điện mà các bạn có đạp vô cái tiếng phơ override hoặc distortion đó, thì khi mà bạn đánh bị chồng nốt vậy nghe nó rất là dơ, nghe nó reng vô một cái, à, nó không phải là cái nốt rời. Thì bài tập hôm nay là làm các bạn làm quen thôi. Chúng ta sẽ không tách lần 3 nốt, chúng ta chỉ tách 2 nốt thôi. Và bài tập hôm nay mình sẽ đánh ở trên cái la thứ và son trưởng thôi để các bạn tập. À, tập quen rồi thì sau này các bạn thấy các bạn uốn cong cái ngón tay như thế này nó cũng tự nhiên ha. Thì cái câu của chúng ta đó, ở đây mình đánh cái chùm liên 3 thôi các bạn, để cho các bạn dễ tập. Thì đầu tiên chúng ta đánh về la thứ ha, chúng ta có 4 nốt như sau. Ngăn 5, ngăn 8, 7 và 7. Rồi sau đó các bạn quay lại, coi như chúng ta có 6 nốt, đúng không? 6 nốt thì chúng ta chia ra làm 2, gọi là triplet, tức là một chùm là 3 nốt ha. Thì vấn đề ở đây các bạn thấy rõ ràng chưa? Ngón tay này. Các bạn phải uốn cong ở hai cái nốt này ha, tại nó cùng một ngăn mà. Thì lúc đó cái ngón tay của bạn chứ này, chúng ta bấm cái dây trên xong chúng ta ép nó xuống dây dưới. Thì khi ép nó xuống cái dây dưới thì bạn phải cong cái ngón bạn như thế này ha. Và cái ngón trên này nó sẽ nhả cái dây kia ra một tí để cho cái dây kia đủ tắc tiếng. À, các bạn xem kỹ là chỗ này ha. À, nó hơi khó nhìn ha, mình để như thế này à, dễ ha. Mình bấm trên nè. Sau đó mình ép nó xuống. Thì các bạn thấy cái dây trên nó đã bị bung cái ngón ra rồi, thấy chưa? Cho nên cái dây tơ trên nó cũng tắt. À, nhìn kỹ nha, đó. Thì chủ yếu là cái mấu chốt nó như vậy thôi. Và chúng ta đánh chậm để cho các bạn quen ha. Thấy chưa? Tương tự các bạn xuống với son thì chúng ta ngăn 3 nè, ngăn 7 nè. Và lúc này tập cái ngón giữa thì chúng ta hai cái nốt ngăn 5 ha. Tương tự như vậy thôi ha. Đó, thì la thứ và son ha. Thì để nghe nó đã hơn thì thường á, cái câu mình đánh á, mình palm mút nhẹ vô để nghe cái tiếng tạch 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 tạch, nghe nó đã hơn nha. Ví dụ như vậy. Rồi, hy vọng là với cái kỹ thuật rolling finger nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái việc luyện cái ngón để mình có thể sau này đánh solo ở những cái câu nó khó hơn. Ha, thì bước đầu là như vậy đi, các bạn có thể nghiên cứu thêm một số cái arpeggios khác ở trên những cái vị trí thế tay khác để chúng ta áp dụng vào. Hãy nhớ like, share, comment cho clip này và đăng ký kênh Guitar for Freedom để có nhiều cái video mới để mình phục vụ cho các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.